Đó, đây là tình hình lan quế phường lúc 9 giờ nha mọi người. Khách rất là đông. Đúng rồi, mới 9 giờ cho Hân ơi. Đó, giờ quay càng cảnh của quán nha. Rất là đông hôm nay cuối tuần thì mọi người ra lan quế phường ăn uống, ăn cái viên chiên, uống nước đồ, tâm sự với nhau. Mọi người ở nhà buồn thì rảnh ghé ra lan quế phường 258 A Nguyễn Cửu La, phường 8 quận 10 nha. Ăn ở ngoài mà cũng được tặng bên trong luôn. Trời. Được ngon quá. Có nghĩa là mình thoải mái bên ngoài. Thở nhỏ lên, thở nhỏ đi lên. Thoải mái bên ngoài nhưng mà tất cả luôn phải không? Tất cả. Trong hiểu không? Đúng rồi đó. Là ăn đi. Cái được combo. Đó, đây. Chị vô đi luôn rồi Phi Nhung. Vô đi chị. Vô. Anh nãy giờ anh của em quá. Vô đi. Vô cửa hả? Thôi anh uống trước đi, đàn ông uống. Anh uống đi rồi lát để Phi Nhung chén lại anh. Chỗ này anh uống chỗ này. Thôi mình này, cô uống chỗ, này. Môi nha. Chỗ này. Cảm ơn chú rể nha. Rồi để ngồi chơi nha. Bà nãy ngồi cái chân thấy cứng cứng cái gì á. Trong đây là công chúa có cây búa. Hoa hậu Philippines. Hồi bữa anh có coi em hoa hậu Philippines đó, cái tập trước á của Thu Phương á, mấy em diễn á. Có hả? Có, hoa hậu Philippines, có cây đèn pin chính giữa. Đó giờ, bên kia là hoa hậu Đài Loan, cái cây son chính giữa. Đó giờ. Đây, hoa hậu Đài Loan đây có cây son chính giữa. Đó, đụng vô. Đó, kêu đi. Dạ. Đụng vô hơn là tới chuyện luôn á. Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn. Đang mẹ, đi đi giờ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Làm rất vừa, hoặc là yêu thích những chai móng tay của các chị ơi. Em cộng đồng LGBT Phi Nhung LGBT của cả thế giới nói riêng. Thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc mọi quý khán giả đã ủng hộ cho quán Lan Quế Phường. Cũng nhờ như là lúc này giải trí có vui chủ nhật đó. Thì cuối tuần thì một chàng móng tay và một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và không thể nào quên được Phi Nhung của quán quán Lan Quế Phường. Mọi người nếu mà mọi người chưa có biết địa chỉ hoặc là chưa có biết quán thì mọi người tới địa chỉ 258 A Nguyễn Tiểu La, phường 8 quận 10 để ủng hộ cho các viên chiên của Phương nè. Nghe gì Phi Nhung, Phi Nhung bánh lăng da u nè. Quán nước Lan Quế Phường nữa mà phố Hồng Kông có đầy đủ ẩm thực nha mọi người. Ẩm thực cái gì cũng có hết á. Mà còn mấy anh nào mà mệt mệt thì em vô làm cái tình yêu cái đi ra cái là đó thì đó. Nãy giờ xúc bình xăng ai chưa Phi Nhung? Có rồi. Có rồi. Giới thiệu chương một đầu tiên là em giới thiệu và khám phá ghế tình yêu và giới thiệu cái phong cách đặc biệt của phố Hồng Kông thì có ghế tình yêu nha mọi người. Ai mệt vô là em vô làm cái hút cái đi ra hết mọi người đó. Ví dụ anh mệt xìu xìu đỡ đúng không đó, em vô anh làm cái đi ra bước ra 5 phút sau anh hết mệt liền. Ủa em để Mạnh Quỳnh bên đó mà em qua đây em đi chào khách là sao? Không có, tình cờ khách đang kêu cái viên chèn em kêu sẵn vui bên đây luôn. Bên đây gọi Phi Nhung. Người hãy gọi em đi đó. Và đừng xa em nữa. Đừng là chị đây Mai Châu. Ủa hát bài tặng cho chị chưa mấy anh chị? Em mới hát đây nè, em mới hát bài. Mới hát mấy bài luôn á, từ bolero mà xuống bolero luôn á. Robot ông anh đúng anh. Trời ơi, anh bố buồn dữ sợ luôn. Chừng nào anh chở em đi du lịch nha, cái sân bay anh bự quá. Cái sân bay của anh để được hai đậu được là 12 hãng luôn chứ không phải 2 chiếc. Hãng Vietjet Air với lại hãng Vietnam Airlines á. Đó, sân bay đợi em rồi, cái sân bay của anh đó coi. Trời ơi, hai đậu được mấy chục chỗ luôn á anh. Rồi đang mệt trong người, đang mệt trong người đang mệt. Rồi chút cách nào có cách nào rồi chút nữa là chút nữa em giải quyết nỗi buồn cho anh nha. Nỗi buồn Hoa Phượng thì về gặp Giao Linh, ca sĩ Giao Linh. Còn nỗi buồn Phi Nhung thì về đến Lan Quế Phường để gặp ngắm ghế tình yêu. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Anh chị thấy cảm nhận thấy không vui không? So happy đúng không? Quá happy, so happy, so funny luôn. Thế em giải ba giọng đẹp không? Một dân ca, một mỹ tâm, một hồ ngọc hà. Ok chưa? Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng xương thôi trong cơn thương đau men đắng môi.
yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đâu đây, hai người bỏ ta trong mưa bay. Phương trời người đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi thu thiết tha. Ôi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư. Mắt lệ mở hoen dư âm xưa. Lệ Quyên xin chào quý vị và các bạn có mặt trong hầm quay ngày hôm nay. Lệ Quyên là người Hà Nội nên Quyên mới tới đây chỉ có vài phút thôi. Nhưng Quyên nghĩ rằng tình yêu của các bạn là một điều dành cho Quyên rất là nhiều. Quyên xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến phòng trà không tên của Lệ Quyên. Rồi cảm ơn anh Mạnh Bình đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đó. Lệ Quyên. Xin giới thiệu đây là Mạnh Quân. Dạ bánh lăng đó chị. Chờ em chút xíu. Dạ 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 chờ em chút xíu nha, 5 giây. Dừng khoảng lại 5 giây. Chờ Phi Nhung chút xíu. Chia sẻ cho Phi Nhung nha. Là mọi người có yêu thích mấy anh YouTube thì mọi người hãy like, bình chọn, subscribe cho như anh Tòng Cái Lắc nè, anh Lâm Ava nè, Mai Châu California nè, Cuộc Sống California nha. Là hôm nay được góp vui của kênh của YouTube của nước ngoài. Cảm ơn tình yêu thương của chị đã về Việt Nam, đã nhìn ra những cái cảm xúc của em, nhìn ra cái sự yêu thương, dễ thương, chiều mến của em. Đó thì em cũng gửi lời chân thành cảm ơn các chị rất là nhiều, cũng như là chúc chị, gia đình chị luôn hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và an khang thịnh vượng. Cảm ơn chị. Cảm ơn Phi Nhung rất nhiều, cảm ơn Hồ Ngọc Hà cũng rất nhiều, cảm ơn Mỹ Tâm rất nhiều. Trời, chị phải cảm ơn bốn ca sĩ chứ, chị phải cảm ơn bốn ca sĩ. Mà Phi Nhung, mà chính là Phi Nhung là dễ thương nhất. Bản sao nữa là Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Lệ Quyên. Thấy em, chị thấy em giọng nào dễ thương hơn? Phi Nhung hơn hả? Đó là Lệ Quyên cũng rất là Lệ Quyên nghe. Cũng giống. Lệ Quyên giống lắm. Em còn một bài nào Lệ Quyên nữa? Một bài Lệ Quyên nè. Một bài là Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Phi ơi, anh kêu nãy giờ một tiếng mấy cái thuốc hả? Bài này lìa xa bên bờ, lời xưa nay đã chết. Vẫn phải đau nề để lại bao vui. Vì khắp tên gọi mãi trong đêm buồn. Và nếu bây giờ em đây được nói một lần, nói em còn yêu mãi một người. Chẳng có bao giờ em chạy nước luôn, chạy nước giải luôn hả Long? Là ngày xuống và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Hay quá. Lệ Quyên không? Chấp chớp gì nè. Không, Lệ Quyên, còn Mỹ Linh nè. Đêm nay em mơ về anh, và em mơ thấy anh nhìn em. Hãy thương anh cười và nói anh nói lúc anh làm quên. Nghe sao rất nồng như chiếc hồn. Và em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy anh nằm yên, vì em đang nhớ anh, người yêu hơn. Mỹ Linh xin chào quý vị và các bạn. Mỹ Linh là vợ của nhạc sĩ Anh Quân. Nhân xin phép cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình. Mỹ Linh xin cảm ơn rất nhiều. Trời ơi anh quen. Phá đẹp. Đám cưới hay phá lắm á. Dài ơi dài. Em thi cái gì? Cái thi cái gì mà giả gương mặt thân quen hay là cái chương trình gì được không? Chương trình này những ca bí ẩn. Bí ẩn được không? Được. Giả người này giả người kia. Chị like cho em like. Ẩn ý rồi, thấy em là nhiều ẩn ý rồi. Anh còn bí ẩn không nữa, anh được Trịnh Đình Quang à. Tay cá thon vậy nè. Tay cá thon vậy nè. Rớt một tuần nha Vi Nhung. Đó có tay nào thon. Nè. Nè, để cái tay ra thử coi. Tay thon hơn. Cái tay cơ không?
ơi 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 đùi này tập mua da thái á chị, đá cái gãy gần cổ đó. Đó. Đó đá anh á, để đá anh á. Hôm nay thấy dùm ba quá trời nha. Dùm ba thì của em đó chị. Trời ơi, quen ơi, kỳ quá à. Thì có dùm ba của anh mà em có gì ở Hoàng Thượng có gì không mà Hoàng Thượng vô lễ quá đi. Hoàng Thượng thì là vô lễ. Trời ơi, mời Hoàng Thượng. Nè, cho chú gà lử rồi. Mời Hoàng Thượng cũng cấm cử nha. Mời Hoàng Thượng xuống không? Cảm ơn chị rất là nhiều nha, dạ cảm ơn chị. Chừng nào chị về Mỹ? 3 tuần nữa chị về Mỹ hả? Dạ cảm ơn chị nha, cảm ơn tình yêu thương của chị. Hello, chào em nha Phú Trường. Hello anh. Hello. Hôm nay tình hình quán sao rồi em? Đông, rất là đông luôn rồi đó. Sáng nãy giờ em làm bill liên tục, không có nghỉ bill nào. Không đó. Khách đông thì chắc làm mệt không em? Mệt chứ, nhưng mà vui lắm, thấy không có ế như mọi khi, nhưng mà hôm nay đông, rất là đông. Nay cuối tuần. Dạ đúng rồi. Đó, bây giờ em đang nướng gì Phú Trường? Em đang nướng ba rọi mọi người. Ba rọi nướng riêng xả. Một phần gì là bán nhiêu em? Em không nhớ là giờ 80 mấy ngàn. Một phần là 80 mấy ngàn. 80 mấy ngàn, bên em đều cân hết 200 gram cho khách nè mọi người. À, một phần gì là 200 gram. Dạ. Thôi, mà ngon lắm, em nói thiệt nha, cái bên em đáng mua nhất là ba rọi nướng. Trời, ngon xỉu luôn. Ủa anh nghĩ là như cái máy hút nó không hút rồi. Anh nghĩ đi trên, nó đâu có ra khói đâu. Nó đâu có nhiều khói đâu, em nghĩ đi. Có thể là máy nó bị gì rồi. Rồi, để em coi lại. Thôi, nãy giờ đứng này mà chảy nước mắt luôn. Trời ơi, tội quá gì em. Ủa thường là anh thấy khâu này là Quang đứng mà, sao bữa nay là em đứng? Không phải. Thì lúc trước á là có một cô làm chung với em nữa. Nhưng mà giờ cô đó nghỉ rồi nên là anh quay chỗ Thế xong rồi có cái chị này mới vô thì em em đưa chị qua chỗ chiên thì em qua nướng. Anh Quang là của ảnh là giữ xe. Nói chung thiếu chỗ nào là anh Quang đắp vô chỗ đó đúng không? Dạ đúng rồi. Quang giống như là kiểu đi vòng. Mà từ cái bữa em giả gái lộ gái là nói chung anh có sau đó anh có phỏng vấn em á, nói chung cũng nhiều người quan tâm đến em á, hỏi thăm em sức khỏe này, tình hình ổn không, cuộc sống sao rồi cũng nói khen em đẹp gái đồ, nói chung cũng kêu anh cố gắng rảnh lúc em rảnh thì quay em hỏi thăm về cuộc sống của em sao này nọ. Nói chung bữa nay mấy nay từ khi bữa giờ cuộc sống có gì biến động không, hay là có những cái hướng nào tích cực hơn không? Em thấy mọi người kiểu quan tâm em nhiều hơn. Thấy là mọi người giống như em lên trường á thì nói ủa bạn này trên kênh của anh Lâm nè, trên YouTube nè, rồi Toàn nè, nhiều kênh lắm. Ủa mà em còn đi học hả? Dạ còn. Ủa năm nay em học năm mấy rồi? Em học nghề năm đầu tiên. Học nghề hả? Dạ. Vậy em theo nghề gì? Học nghề gì? Em học nghề quản lý tổ chức sự kiện. Tổ chức quản lý sự kiện hay ta. Năm đầu luôn, mới học. Dạ, năm đầu tiên luôn. Năm nay em nhiêu tuổi rồi Trường? Dạ, năm nay em 19. Ồ, còn trẻ ha. Dạ. Ủa gì là em học xong, khi xong ra trường là em nghỉ luôn rồi hay sao? Không, ra trường xong rồi là em học, em vẫn học tiếp chứ. Nhưng mà em thấy cái lúc trước là nó không hợp với em nên là em chuyển qua thành học nghề luôn. Chuyển qua học nghề luôn. Và lúc trước em theo nghề gì mà em bỏ, không khác, em không hợp? Trước em học chung là hơi bí mật thôi. Chung nói chung bí mật thì anh sẽ cho anh giữ bí mật chứ không để tiết lộ ra. Nên là em xong rồi em mới chuyển sang học nghề luôn. Nướng gì khói nhiều quá anh ơi, bây giờ nó hút ra nè, hồi nãy đâu có hút được nhiêu đâu, bây giờ ra được nè. Trời ơi, nước mắt có mũi ra hết chưa. Kiểu lúc mà em cảm thấy như là cái bữa đó, sau bữa đó là em cảm thấy em kiểu thay đổi nhiều cái đó, thì thay đổi nhiều hướng tích cực hơn. Mà thì nói chung mình học mà cảm thấy nào mình thích thì mình gắng cố gắng theo đuổi, thì nói chung ước mơ cũng thành hiện thực đúng không? Những cái đam mê mình nó sẽ hay hơn. Em sẽ quen biết được nhiều hơn. Nói chung đây em là quen với phường, nói chung em cũng giao lưu nhiều người. Đúng. Thì em cũng tiếp xúc được nhiều cái mới mẻ. Dạ đúng.
chung đôi lúc là dạy xã hội dạy cả khôn hơn. Dạ đúng. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi rồi đó đây là. Ở cái phần này cũng sắp xong rồi nè. Giờ đem gói phần đem về cho khách luôn. Thì em nói thiệt, nếu mà mọi người ra đây á, mọi người có order ba rọi rất là ngon luôn. Em ăn em ghiền luôn á. Ba rọi do chính tay Phú Trường nướng. Một phần gì là tầm 80 mấy ngàn nha mọi người. Dạ. 200 gram. 80 hay là 70 gì, 70 mấy ngàn em không nhớ. 70 mấy 80. Dạ đúng rồi, chung tầm tầm giá đó. Quá ngon, quá hấp dẫn. Rồi. Chào mọi người đi. Dạ. Bye bye mọi người nha. Rồi, cảm ơn em nhiều nha, đã dành chút thời gian để anh quay. Rồi, cảm ơn em. Bye mọi người.